Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin mời mọi người đã đến với công viên Khủng Long. Hôm nay là bên sếp mình vừa hoàn thiện xong một chiếc hồn cho một vị khách là fan cứng của công viên Khủng Long Kỷ Yoga. Ngoài ra bên sếp mình có nhận order làm theo kích thước. Các bạn có thể làm theo kích thước nhỏ để phòng ngủ trên bàn làm việc, hoặc là kích thước lớn có thể là mình để buổi sáng cà phê nè, rồi uống trà ngắm cảnh. Là nếu mà các bạn muốn thích cái style nào thì có thể liên hệ với shop bên mình và nhận order của tất cả mọi người để làm theo những cái sản phẩm đó. Mà hiện tại là bên shop mình là đang nhận order rất là nhiều hồ về cái mô hình công viên Khủng Long. Hiện tại là cái đang rất là hot luôn nha mọi người, tại vì phim này cũng rất là hot, kể cả là người lớn như tụi mình cũng thích, nhưng mà các trẻ em đều cũng thích luôn. Đây là những tác phẩm của bên mình làm theo kiểu là nhiệt đới, có cây này kia các kiểu, nói chung là nhiều lắm. Rồi xin mời tất cả mọi người đón sản phẩm tiếp theo.